Buổi chiều ngày 19 tháng 10 năm 2024, báo cáo với quý vị và các bạn. Video này mình thực hiện test hoạt động đôi loa đài Sony có model CFS1035SC để trân trọng gửi tới ông giáo ở tỉnh Lâm Đồng. Trước tiên thì cái đôi loa này là loa đài Sony 1035SC. Thế nhưng mà cái ruột loa này, tức là cái loa ấy, này, cái loa thì nó lại là cái loa ở cái đài Sony 1058 lắp vào nha. Cái loa của đài Sony 1035 ấy thì là cái rốn của nó màu trắng. Đấy, thế còn cái đài Sony 1058 với 1065 với thứ gì rốn nó màu đen. Thế nhưng về bản chất vấn đề ấy, thì cái loa của đài Sony 1058 nghe nó trầm ấm hơn, nó hay hơn. Đấy. Thì hôm qua có cái video nội soi cái đôi loa này rồi. Đấy, cái thùng bên đây thì còn đẹp, cái thùng bên đây thì nó không 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 được đẹp, không được đẹp. Thì ông giáo liên hệ với mình muốn mua đôi loa này thì mình báo thóc là 300.000 đồng. Ông giáo đã chuyển cho mình 300.000 đồng cách đây mấy hôm rồi cơ. Đấy, nhưng mà vì cái sự cố thì cũng chia sẻ tới quý vị và các bạn rồi. Ăn mày đánh đổ cầu ao, tháo loa ra coi như là để tắm rửa sạch đẹp để gửi cho ông giáo thì mang đi phơi đánh rơi gái vỡ luôn. Đấy, thì người cũng quay lại cái video vỡ đấy gửi ông giáo thì mong ông giáo thông cảm. Thì ông giáo mình bảo ông giáo là nếu ông giáo mà đợi được chủ nhật thì chủ nhật mình đi lấy về mình gửi cho, còn nếu không đợi được thì cho mình số tài khoản thì mình trả lại tiền đấy. Thì ông giáo nhất trí và đồng ý nhá, ông giáo nhất trí và đồng ý. Thì sau đó thì kiếm cái vỏ loa, kiếm được cái vỏ loa của cái đài Sony 1035 thì cái ruột ở bên trong là nó không phải Sony 1035 thì cũng báo cáo luôn nhá, mất lòng trước hơn được lòng sau, cứ nói cho nhau biết trước. Đấy, chứ để tránh cái trường hợp mà khi động phòng hoa trúc rồi mới biết không còn zin lúc giờ lại tình cảm lại đi xuống thì nó không được hay cho lắm, đúng không ạ? Đấy. Thì cái video nội soi cái đôi loa này rồi thùng loa các thứ, cái thùng bên đây đẹp, cái thùng bên đây thì nó không được đẹp. Đấy. Cũng gửi cho ông giáo rồi, bảo ông giáo mà nhất trí thì chiều ngày hôm nay mình test mình gửi cho, còn nếu không nhất trí thì cho mình số tài khoản, vui lòng cho mình số tài khoản thì mình trả lại 300.000 đồng, không thiếu một xu một hào nào cả. Thì ông giáo nhất trí thì bây giờ mình test hoạt động đôi loa này. Để bọc ni lông đóng bằng thùng xốp để gửi cho ông giáo. Trân trọng cảm ơn ông giáo, kính chúc coi như thế là ông giáo cũng như đại gia đình nhà ông giáo dồi dào sức khỏe, vạn sự hanh thông. Trước tiên thì vào cái mục báo cáo combo băng cassette. Buổi sáng ngày hôm nay 10 cuộn băng loại băng cụ tổ Maxen UD2 đã được một người thượng đế có cái bụng tốt ở huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai đã trần vân chốt. Thì qua cái câu chuyện điện đàm với lại lão nông Tri Điền thì xin thưa tới quý vị và các bạn, thượng đế này đã coi như là chỉ còn có một số ngày nữa thôi, chỉ còn có một số một cơ số ngày nữa là đạt cái ngưỡng nhân sinh thất thập cổ lai hy nhá. Đấy, đệ coi như thế là chúc huynh coi như là bạch niên dài lão nhá, bạch niên dài lão, làm tí nữa cho nó hoành tráng thọ tỷ nam sơn nhá. Mình dùng cái cục giữa đài Panasonic Commodore RXCS 710 để thực hiện trần vân test như thế này là những người mà người ta bán loa bãi, âm ly bãi ấy, người ta có kiến thức uyên bác về điện tử thì người ta nói là phối ghép nhỉ, phối ghép đấy. Và khi dùng cái âm ly này phối ghép với cái âm ly kia, người ta tính toán được về trở kháng, rồi tính tao toán được về độ nhạy nhé, là decibel đấy, độ nhạy, rồi là công suất của loa với lại âm ly các thứ mà người ta tính toán. Thì những cái người mà có cái hiểu biết uyên bác về điện tử, người ta nói là nó cho ra một cái chất âm ma mị, một chất âm ma mị nhá. Đấy. Dùng đài Panasonic để test đôi loa Sony nó cũng đưa ra một chất âm ma mị nhá. Đấy, ma mị thì mình cũng chẳng hiểu là ma mị là như thế nào, tại vì những người đấy là người ta có cái kiến thức uyên bác về điện tử nha, ở trên thì thông thiên mà dưới thì tường địa. Thế nhưng mà đây là mình nói là theo mình xem video của người ta thì người ta nói thế, chứ còn ở đây đính chính lại với lại quý vị và các bạn là lão nông Tri Điền dùng cái cục máy đài Panasonic Commodore RXCS 710 để test cái đôi loa này thôi. Thế còn cái chất âm của nó thì nghe sướng cái lỗ tai, nghe sướng lỗ tai chứ không phải là chất âm ma mị nhá. Đấy, đính chính lại như vậy để cho nó trần văn chuẩn. Đài phát sóng này vào khán giả Đà Lạt vào tối ngày 2 tháng 11 năm 2024. Sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, để đảm bảo an toàn tránh những thiệt hại, người dân ở các khu vực có nguy cơ ngập sâu cần chủ động các biện pháp ứng phó như là kê cao đồ đạc hàng hóa trong nhà, gia cố bờ bao, chẳng buộc lồng bè nuôi thủy hải sản, hạn chế di chuyển khi nước dâng cao.
tách loa này, loa bên đây nói này, loa bên đây nói này, đấy. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Cái loa đấy nó trầm lắm. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Triều Tiên tuyên bố đã phát hiện những mảnh vỡ của ít nhất một thiết bị bay không người lái của UAV quân sự bị rơi của Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết Cục An ninh Thành phố Bình Nhưỡng thuộc Bộ Công an đã tìm thấy phần lại còn lại của một UAV bị rơi ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 13 tháng 10. Một cuộc điều tra đã xác định rằng đây là UAV hàng nhẹ dùng để trinh sát tầm xa do Bộ Chỉ huy hoạt động UAV của quân đội Hàn Quốc điều hành. UAV này được cho là cùng loại với UAV xuất hiện tại lễ diễu hành nhân ngày thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc tại Seoul hôm 1 tháng 10. Trước đó, ngày 11 tháng 10, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều UAV mang theo tờ rơi tuyên truyền chống Triều Tiên xâm nhập nhiều lần vào thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un đã bác bỏ các cáo buộc của Triều Tiên. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đã từ chối ý tưởng thống nhất hai miền Triều Tiên và xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch trong hiến pháp của nước này. Ngày 15 tháng 10, Bình Nhưỡng bắt đầu cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Theo KCNA, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Sáng nay, trụ sở của Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền Nhật Bản ở Tokyo đã bị tấn công bằng bom xăng. Trước khi bị bắt ngay sau đó, tại hiện trường nghi phạm đã lao xe vào hàng rào chắn phía trước văn phòng thủ tướng. Ngọc Quân và Tuấn Nhật. Loa của lão nông Chi Điền, loa zin thật. Thế nên là phối ghép với cái cục máy nào cũng thế thôi. Nó đưa ra một cái chất âm, đúng là sướng cái lỗ tài. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.